Xin chào quý vị khán giả xem kênh. Có thể hôm nay Võ Minh Điền sẽ bị tạm giam để đảm bảo cho phiên tòa ngày mai xét xử vụ Thiền Am ở Long An được diễn ra tốt đẹp. Tại vì có cái clip Võ Minh Điền ra đi kêu gọi những cái fan ủng hộ của kênh Lạc Phong và kênh Võ Minh Điền đứng ra biểu tình nếu như mà tòa án tỉnh Long An không có thêm hai tội danh loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghe trước nha. Cơ quan chức năng đã công bố có loạn luân mà họ không truy tố cái tội loạn luân thì Lạc Phong sẽ là người biểu tình. Mà Hùng Gâu đem lên mạng nói đây là người biểu tình, cứ lên cứ gầm gầm, đúng là cái Hùng Gâu nó không có não luôn các bạn. Để tôi trở lại những vấn đề cho các bạn nghe. Riêng cái chuyện đó đó các bạn, cơ quan chức năng đã công bố loạn luân mà không truy tố tội loạn luân thì khả cá nhân đừng nói Lạc Phong biểu tình mà rất nhiều người đã biểu tình phản đối về vấn đề đó luôn các bạn. Rất nhiều người biểu tình thì phải nói chuyện đó luôn. Nhưng mà Lạc Phong có nói là đúng, tôi cũng biểu tình chuyện đó luôn. Tôi sẽ biểu tình, tôi sẽ gọi fan tôi biểu tình về cái vấn đề nếu Thiền Am có loạn luân mà cơ quan chức năng không truy tố loạn luân thì người dân biểu tình là bình thường, không lẽ để cái chuyện đó cho nó tái diễn nữa các bạn, đúng không? Cơ quan chức năng đã công bố có loạn luân mà họ không truy tố, chết không? Cho nên là có thể là ngày hôm nay khi lên Võ Minh Điền lên gặp cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ha, để điều tra những cái vụ mà ví dụ như là tấn công ngày 9 tháng 2, tấn công Đinh Thị Lan vì tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng cầm đầu tổ chức đó, Võ Minh Điền cầm đầu tổ chức thì sẽ khởi tố cái vụ mà thương tật của chị gái của tôi Đinh Thị Chiên thương tật 20%. Đinh Lan nhắc lại nè, kênh Stan TV, kênh Tiến Vlog, kênh Quyệt Tấn Đạt, kênh Gất Việt, kênh Bản Tin Việt ha, rồi tất cả các kênh đó Đinh Lan chưa nhớ hết, tất cả những kênh tấn công Đinh Lan nhớ nha. Ngày hôm nay Đinh Lan không có chửi bới về cơ quan chức năng, viện kiểm sát hay là công an hay là lãnh đạo của công an phường 6 quận Gò Vấp gì cả. Tôi chỉ nói là công an phường 6 quận Gò Vấp là đồng chí cảnh sát khu vực Đoàn, điều tra viên tại Trần Anh Tú của công an quận Gò Vấp và kiểm soát viên Nguyệt Khanh gì đó của bên kia, tất cả đều là những cán bộ, nếu ai sai phạm tới đâu sẽ cơ quan sẽ xử lý tới đó. Còn ngày hôm nay ra công văn này không phải là lãnh đạo của viện kiểm sát ra công văn, mà không phải là lãnh đạo của công an quận Gò Vấp ra công văn là Võ Minh Điền vô tội, mà là chỉ xử lý một mình Vũ Văn Thịnh, là cho cá nhân những cán bộ ở những cái đơn vị như là công an phường 6 là tiếp tay thôi. Cho nên là những cán bộ đó sẽ bị xử lý. Còn việc Võ Minh Điền chưa có một cái kết luận điều tra của công an, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp nha, chưa có một cái quyết định không khởi tố vụ án hình sự Võ Minh Điền do bên viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp. Cho nên đừng vội nha, ngày hôm nay đừng có thấy Võ Minh Điền tấn công Đinh Lan được thì các ngươi tấn công Đinh Lan được. Ngày hôm nay các người cứ giỏi tấn công, trực diện đi, Tiến Vlog trực diện đi, đừng lên trên mạng mà bắt đầu vu khống nói Đinh Lan là Đinh Lan tặc gì cả. Mày là cái người có liên quan trong cái 11 kênh của đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng nha. Bà con cứ truy cập vào Zalo 0931208805, Đinh Lan sẽ đưa đường link bài báo công bố lên. Tiến Vlog cũng là đồng phạm trong cái vụ mà của bị can Nguyễn Phương Hằng và tôi là Đinh Thị Lan. Nếu như Trang Lan Đinh này mất, bà con truy cập vào Zalo 0931208805 để lấy đường link của kênh Lan Đinh mới. Và nó lên nó chế nhạo, Tiến Vlog lên chế nhạo là cái kênh Đinh Lan không ai coi, nhưng mà lôi được cái thằng xúc vật Võ Minh Điền phải chịu tội đưa trước pháp luật. Mọi người đừng có nói là Đinh Lan phải đi đầu xuống đất khi mà Võ Minh Điền vô tội. Vô tội là chỉ do những cái điều tra viên, kiểm soát viên của quận Gò Vấp, hai điều tra viên tại Trần Anh Tú của công an Gò Vấp và kiểm soát viên Nguyệt Thanh thôi. Cho nên những cá nhân đó không phải là lãnh đạo. Cho nên là cái những cái tờ giấy, những cái công văn đó không có giá trị pháp lý nha. Chuyển qua bên tòa các người tự xử. Còn tôi, gia đình chúng tôi sẽ không ra phiên tòa xét xử chỉ một mình Vũ Văn Thịnh, mà phải lôi được tên cầm đầu Võ Minh Điền ra chịu tội trước pháp luật thì gia đình chúng tôi là người bị hại sẽ ra. Còn bây giờ BC01 đang điều tra Võ Minh Điền theo cái tờ đơn của A09 An ninh điều tra Bộ Công an chuyển qua BC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý để bắt tên Võ Minh Điền phải chịu tội trước pháp luật. Ngày hôm nay nó có bị câu lưu hay không là phải tùy thuộc vào cái phiên tòa xét xử ngày mai của
tỉnh thất.